Và chúng ta cùng nhau đến với bài số 23, nhạc phẩm Mr. Day, Linh Hồn Tượng Đá. Và ai có sách rồi thì chúng ta là cả trang 40. Chúng ta cần bấm gắn USB của Sang tặng vào ha. Bấm cái số 1 cho quanh tới setting thì mọi thứ được Sang setup sẵn hết rồi. Rồi, chúng ta không cần làm gì nữa. Còn ai chưa có sách, ta nhìn lên màn hình. Ta cùng nhau nhạc phẩm Mr. Day, Linh Hồn Tượng Đá, tác giả Mai Bích Dung. Giai điệu Slow Rock, tempo 60, tông là thứ. Voi chúng ta cần là guitar ni lông. Guitar thùng á mọi người. Rồi, vô bài nha. Trên giống đá tôi tình cờ quen nàn nà, la đố đố la mì mì la rì la con ba nha, la con ba trước nè, rồi la mì con một, dòng thứ hai nhảy con một rồi nó đô luôn, dòng thứ hai đồ mi con hai, đồ mi mi rồi chưa, đồ mi 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 son 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 bốn, son son la la và la con năm, rồi tiếp tục dòng thứ ba nha, chúng ta nhảy con một rồi nó la lên lại nè. La đố đố là miếng năm. Dòng cuối nha, nhảy con bốn vậy đó đồn. Đô rê đô là hai, la la mi mi rồi la con năm nè. La mi mi la con năm thì mi con ba. Mi đê xì một xì 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 mi rồi. Rồi chúng ta xong phần đầu ha. Sang đánh lại một lần cho mọi người cùng nghe nha. Một lên. Đô con 4 nha, nhảy 4 nè. Đang 5 nè. Thôi chờ, ok ha. Rất đơn giản ha, phần 2 là tôi muốn nói giống y chang khúc đầu lại ha. Đánh lại lần nữa là xong. Rồi chúng ta qua điệp khúc nha mọi người. Điệp khúc dùng tiếng kèn saxophone thì ở đây có tiếng số 2. À có USB rồi thì bấm tiếng số 2 là nó ra. Rồi. Em ơi thà không gần, thời gian gần gũi là mi 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 đồ đây đồ mi. Rồi chúng ta đánh mi con năm nha. Rồi đồ đây đồ mi. Rồi dòng thứ hai là con một, là một tiếp. Rồi dòng thứ ba mi con một luôn. Rồi si con bốn, ta đổi si con bốn nè. Tông con hai. À con hai la si la mi. Rồi đó, chúng ta xong phần điệp khúc rồi mọi người. Phần 2 giống như trang phần đầu là xong rồi, rất là dễ ha. Giống đánh lại lần nữa đi trang này, coi xong rồi. Rồi ha, đánh lại một lần nữa cho mọi người cùng nghe nha. Xong bài nè mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài kỳ sau.